Vâng, xin chào các bạn, chúng ta cùng đến với buổi lễ bốc thăm cho giải AOE sinh viên các game Quỳnh Hương. Vâng, và trên tay tôi là 42 lá phiếu của 42 team đã đăng ký và đã xác nhận. Vâng, và chúng ta sẽ chia làm 5 bảng. Vâng, có 8 bảng tất cả, 5 bảng 6 đội và 3 bảng là 4 đội. Vâng, bây giờ thì tôi sẽ cho những lá phiếu vào trong thùng phiếu và... Vâng, người ngồi bên cạnh tôi là anh Cường Mèo từ team 3Q ở Lên TV. Anh sẽ giúp tôi sáo lên và sẽ cùng tôi bốc thăm trong ngày hôm nay. Vâng, với việc mà có 8 bảng thì chúng ta sẽ có 4 bảng đánh buổi sáng và 4 bảng còn lại sẽ thi đấu ở buổi chiều. Bây giờ tôi sẽ bốc thăm 6 team của bảng A. Vâng, cái thùng rất là sâu. Vâng, đội đầu tiên. Vâng, Học viện Ngân hàng K12 với đội trưởng là bạn Hiếu. Vâng, đây là đội đầu tiên, đội may mắn của chúng ta. Là phiếu đầu tiên. Vâng, tiếp theo. Vâng, đội tiếp theo là vâng UTT9X Nam Định của bạn Phạm Văn Trang. Vâng, là phiếu tiếp theo. Nhưng mà là chúng ta xác định 2 cái tên rồi. Còn 4 cái tên nữa cho bảng A. Cái tên thứ ba. Vâng, Bách Khoa Pro của Nobody. Vâng, bạn này thì không viết tên mà lấy nickname. Vâng, đây là phiếu thứ ba. Đội thứ tư. Vâng, Cao đẳng Điện tử Điện lạnh của U Cha. Vâng, như vậy là 4 cái tên đầu tiên đã được tôi bốc thăm. Vâng, bảng A chỉ còn 2 cái tên thôi. Vâng, cái tên thứ năm. Vâng, Đại học Phương Đông. Vâng, Đại học Phương Đông Chính của bạn Tùng. Vâng, Đại học Phương Đông Chính và Phương Đông Phụ nữa. Đây. Đội thứ năm của bảng A. Và đây sẽ là lá thăm cuối cùng trong bảng A. Vâng, áp tách Bách Khoa bên Quỳnh Hương. Vâng, một team đấu mà có tác của nhà tổ chức. Vâng, đây. Như vậy là chúng ta đã xong 6 đội đầu tiên. Tôi xin phép được đọc lại danh sách 6 đội đầu tiên. Vâng, đó là Học viện Ngân hàng K12 của bạn Hiếu là đội trưởng. Vâng, Áp Tích Bách Khoa Quỳnh Hương, Đại học Phương Đông. Vâng, Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Bách Khoa Pro và UTT9X Nam Định. Và bây giờ thì bạn Cường sẽ giúp tôi bốc thăm bảng B. Vâng, sau đây là tôi xin phép là được bốc thăm 6 đội bảng B. Vâng, đội đầu tiên là Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội do bạn Cao Xuân Hiếu là đội trưởng. Đội thứ hai. Vâng, cái tên thứ hai là BK56 do TANKB5 là đội trưởng. Một cái tên rất là khó đọc. Vâng, đội thứ ba là Học viện Ngân hàng do bạn Tuấn là đội trưởng. Vâng, đội thứ tư là Học viện Ngân hàng KTHNH do bạn Trường là đội trưởng, cái tên rất là dài. Đội 5 giờ là đội 5, đội 6 của B. Vâng, đội 5 là Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp do bạn Hoàng làm đội trưởng. Và cái tên cuối cùng trong vòng B là Đào Luật, là Nguyễn Thế Dương. Vâng, như vậy là chúng ta đã xong được 2 bảng đầu tiên. Và tiếp tục sẽ là bảng C. Tôi sẽ bốc thăm bảng C. Vâng, phiếu chạy đi đâu trời hết rồi. Vâng, cái tên đầu tiên, Đại học Y Hà Nội. Vâng, đội trưởng là bạn Quỳnh. Và không biết có phải là bác sĩ X-Men không? Cái tên rất quen thuộc. Vâng, nếu không bác sĩ X-Men thì chắc chắn là không thi đấu rồi. Vâng, cái tên thứ hai, Cao đẳng Xây dựng số 1. Vâng, Chạy Blue. Vâng, cái tên khá hay. Vâng, đội thứ ba là Đại học Kiến trúc. Vâng, S0809 do bạn Trung làm đội trưởng. Vâng, chỉ còn là 3 cái tên của bảng C nữa thôi. Rất nhanh chóng tìm kiếm.
Vâng, đại học ngoại thương của bạn Hoàng là đội trưởng. Còn cái tên thứ tư của bạn C là đại học ngoại thương. Và chỉ còn lại hai cái tên. Vâng, 9X an ninh của bạn Phạm Ngọc Bắc. Và cái tên cuối cùng của bạn C. Vâng, K56 Bách Khoa do bạn Hiệp làm đội trưởng. Và như vậy là những cái tên của ba bản đầu tiên chúng ta đã xác định được chủ rồi. Và sau đây sẽ đến phần bốc thăm cho bảng D. Bảng D vẫn là bảng gồm 6 đội. Vâng, đội đầu tiên là đội 9X Công nghiệp Hà Lam do bạn Sự là đội trưởng. Vâng, một cái tên rất mềm mại, Bách Khoa mềm mại của bạn Lần. Đội thứ ba là Đại học Mỏ Địa chất do bạn Nguyễn Vũ Cường. Đội thứ tư là Học viện Ngân hàng K12 VS K14 do bạn Bách. Không biết là một team hay hai team mà VS nhau. Đội thứ năm, Học viện Kỹ thuật Quân sự, và ở đây là không hề có tên đội trưởng. Và đội cuối cùng Hoàng Đêm, FPT Prolitech do bạn Lê Văn Lân. Và như vậy là chúng ta đã có được những cái tên của 4 bảng thi đấu đầu tiên. Và chỉ còn một bảng 6 người nữa thôi. Và tôi là bốc 6 người, khá là đen. Tôi thích bốc ít. Bốc ít thì đỡ bốc nhiều. Và cái tên đầu tiên, và Học viện Kỹ thuật Quân sự do bạn Minh là đội trưởng. Vâng, cái tên đầu tiên của bảng đầu người cuối cùng. Cái tên tiếp theo, vâng, Điều dưỡng Đại học Y, bạn Sinh là đội trưởng. Và tiếp đến là Học viện Ngân hàng, bạn Dương là đội trưởng. Và rất nhiều học viện. Vâng, đã ba cái tên rồi, ba cái tên thôi là bảng đấu này đã xong. Vâng, 9X HTCT của bạn Cường là đội trưởng. Vâng, đội tiếp theo là Tài nguyên Môi trường, cũng lại một bạn tên Cường nữa là đội trưởng. Và có vẻ cái tên Cường rất là được nhiều người thích và đặt. Đây sẽ là team cuối cùng của bảng Đông Dân. Vâng, K-team 9X HVTC. Và có lẽ là Học viện Tài chính, nếu như tôi đoán không nhầm. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với bảng đấu tiếp theo. Và bây giờ tất cả các bảng Đông Dân đã đi hết rồi. Chúng ta còn bảng 4 team. Bảng đầu tiên có những đội 4 team. Học viện Ngân hàng QHG là bạn Phú. Cái này thì tôi không học viện, học ở học viện nên tôi không biết. Vâng, cái tên thứ hai là Ngoại thương 1 là bạn Pháp. Đội thứ ba là team Đại học Công nghệ là bạn Dưỡng là đội trưởng. Đội thứ tư là Đại học Dược do bạn Huy là đội trưởng. Và cái tên cuối cùng là N2 Bách Khoa do bạn Khôi. Vâng, vừa rồi có lẽ là trong lúc mà năm đội khoảng 4 đội tiếp đi.